Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Rock Chờ Neo. Ở một cái clip trước mình có làm cái sự kiện tạm biệt mùa đông nè anh em. Thì ở chỗ cái phần mà donate để nhận những cái phần thưởng ở trong đây nè anh em. Thì mình có nói ở cái clip trước á, là khi ví dụ như ở cái cấp độ hiện tại của anh em là đang là cấp độ 5. Nhưng mà cấp độ hiện tại của anh em là cấp độ 5 nha. Thì anh em sẽ dùng 7k game để anh em mở thì anh em sẽ nhận cái quà tương đương được là ở cái cấp độ 5. Sau khi anh em làm nhiệm vụ và được nhận donate và nhận tiếp ở cái cấp độ 6, 7, 8 vân vân và trở về sau thì những cái phần quà ở bên cái phần mà mở bằng bằng game đây này anh em thì anh em sẽ không được nhận nữa. Nhưng mà có một số anh em lại bảo là vẫn nhận được cái quà ở bên cái phần mở game này. Ví dụ anh em đang ở cấp độ 5 mà anh em đã mở 7k game ở cái cấp độ 5 này rồi thì sang những cái cấp độ 6 và 7 thì những cái phần đây anh em sẽ không nhận được, nhưng mà một số anh em khác thì lại bảo là sẽ vẫn nhận được bình thường. Thì ok, hôm nay mình sẽ test luôn thì để xem thử là có nhận được hay là không. Thì bây giờ mình sẽ donate để lên tới cái cấp độ hiện tại cho anh em xem nhé. Mình sẽ donate hết cái phần này và mình sẽ mở bằng game luôn. Sau đó mình sẽ donate tiếp để xem được cái phần mà anh em đã mở bằng game rồi thì anh em có nhận được không nha. Đây, bây giờ mình sẽ nhận những cái phần miễn phí trước. Cái phần mà không mở bằng game. Ok, hiện tại là cấp độ mình đang là ở cấp độ 5. Sau đó bây giờ mình sẽ dùng game để mở. Thì có một số anh em nói là dùng game rồi thì ví dụ sau này anh em donate lên những cái cấp độ 7, 8, 9 thì những cái phần bên này, cái phần mở bằng game anh em vẫn nhận được. Mà clip trước mình nói là không nhận được thì bây giờ mình sẽ test thử lại xem là có nhận được hay là không. Ok, bây giờ mình sẽ dùng game để mở cái phần này cho anh em xem. Đây, tới cấp độ 5 nó là 5 tượng chỉ huy nè anh em. 500 game này, 5 tượng chỉ huy nè. Rồi, đây là cái cấp độ hiện tại mình đã mở bằng game nha anh em. Bây giờ mình sẽ donate vào thêm để xem được những cái phần mình mở bằng game mình đã mở rồi thì những cái phần sau này, ví dụ những cái phần này mình có nhận được hay là không nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ donate tiếp. À, đúng rồi anh em, vậy là vẫn nhận được anh em ơi. Vậy là clip trước mình có nói nhầm cái phần nội dung này nè. Cái phần nội dung là donate xong thì cái phần mở game mình đã mở trước rồi thì không nhận được, nhưng mà ở đây bây giờ mình test lại thì là mình nhận được. Mình nhớ do hồi lâu mình có chơi một cái sự kiện nó cũng giống như vậy, mình mở game trước mà hình như là mình nhận không được, không biết là mình nhớ lộn hay là sao. Nhưng mà bây giờ mình đã test rồi và bây giờ là đã có nhận được nha anh em. Đây, mình vẫn nhận được nè anh em. Clip trước mình nói là không nhận được nhưng mà clip này bây giờ mình đã test lại rồi và ok là bây giờ là nhận được nè. Ok, vậy là phần mở bằng game chốt lại là anh em mở game rồi,
sau khi anh em donate những cái phần miễn phí này chưa mở bằng game thì anh em vẫn nhận được ở cái phần donate đã mở bằng game rồi nha anh em. Ok, clip đến đây là hết rồi. Nếu mà anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một sub kênh để mình có động lực mình làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em. Rồi xin chào anh em nhé.